Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Trọng Thơ chia sẻ tới toàn thể quý khách hàng và tất cả những anh em đang quan tâm tới bất động sản và cũng đã từng đầu tư bất động sản. Chúng ta về một cái chủ đề là làm sao để thanh khoản bất động sản tại thời điểm hiện tại và những điều cần lưu ý trước khi mua là những gì. Về điều thứ nhất, để chúng ta thanh khoản được bất động sản của chúng ta trong thời điểm hiện tại thì nó rất là quan trọng về những cái vị trí mà chúng ta trước khi đầu tư. Trước khi đầu tư, chúng ta quan tâm về vị trí và pháp lý cũng như là tính sử dụng được của bất động sản và có thể cho thuê hoặc là khai thác dòng tiền được ngay, là những vị trí đó chúng ta có thể thanh khoản được trong thời điểm hiện tại. Những yếu tố khiến bất động sản chúng ta thanh khoản nhanh tại thời điểm bây giờ là về vị trí có thể khai thác dòng tiền được ngay hoặc những vị trí có thể khai thác dòng tiền được trong tương lai gần, những vị trong tương lai gần. Ví dụ những cái vị trí chúng ta gần chợ hoặc cách chợ khoảng 200-300 mét và đang được xây dựng nhiều công trình, đang được xây dựng nhiều quán hoặc là những dịch vụ tiện ích để phục vụ cho nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, mua bán của những tiểu thương hoặc những người dân ở xung quanh địa bàn. Đó là về vị trí đầu tiên. Vị trí thứ hai là gần khu công nghiệp, gần cổng khu công nghiệp hoặc là nằm trong khu đô thị và giáp với là khu công nghiệp để có thể phục vụ được nhu cầu của người dân, và chúng ta có thể xây nhà trọ cho thuê hoặc xây những cái ký ốt cho thuê hoặc là mở những cái mặt hàng chúng ta có thể buôn bán được ngay tại vị trí bất động sản chúng ta đã mua. Thì đây là những cái vị trí có thể thanh khoản được trong thời điểm này. Và những vị trí của chúng ta phải nói tới là những vị trí có những cái diện tích mặt đường rộng, ví dụ 20m, 30m đất mặt đường, để chúng ta có thể bán cho những người đang đi săn nguồn giá rẻ để chuẩn bị mở những quán ăn, mở những cửa hàng mà cần cái mặt bằng lớn như shop thời trang này, những mặt hàng như là bán xe máy Honda chẳng hạn, hoặc là những cửa hàng sơn vật liệu xây dựng lớn nằm ở mặt đường. Thì những anh chủ này thì sẽ chuyên gia đi đầu tư và chờ những cái thời điểm tốt như thị trường hiện tại để tìm được cái mặt bằng tốt và giá tốt ưng ý để đạt được cái công việc của người ta hiệu quả. Thì chắc chắn trong tương lai gần thì người ta sẽ mở những cái dịch vụ đó ở cái vị trí đất của mình. Thì chúng ta trước khi đi mua, chúng ta hãy chọn cho mình những cái vị trí như vậy. Và để thanh khoản tốt trong thời điểm này thì chúng ta cần phải có những cái mối quan hệ tốt với những anh em sale bất động sản và những người làm chuyên khu vực mà chúng ta đang đầu tư. Thì chỉ có những người làm chuyên khu vực chúng ta đang đầu tư và gắn bó với thị trường lâu dài, với những anh em sale bất động sản có tâm thì sát cánh với chúng ta và luôn bên cạnh chúng ta trong những lúc mà thời điểm bất động sản khó khăn nhất, thì những anh em sale này luôn bám trụ thị trường, cập nhật tình hình sản phẩm và luôn theo dõi tình hình khách hàng mua, khách hàng bán tại khu vực này để có thể thanh khoản cho chúng ta trong thời gian nhanh nhất. Đó là chúng ta lưu ý, thứ nhất là vị trí, thứ hai là những cái trục đường có thể kinh doanh buôn bán được ngay hoặc là những mặt bằng có thể kinh doanh buôn bán được ngay và mặt tiền rộng. Và thứ ba đó là về mối quan hệ tốt với anh em sale bất động sản làm tại khu vực mà bất động sản chúng ta đã đầu tư, đã mua. Để chúng ta có một cái mối quan hệ tốt thì chắc chắn sản phẩm chúng ta sẽ ra sản phẩm nhanh. Và điều thứ tư đó là những cái chúng ta cần phải lưu ý trước khi mua, đó là về mặt pháp lý, đúng không ạ? Vị trí đẹp rồi, nhưng mà mặt pháp lý, thứ nhất là chúng ta phải chọn những cái chủ đầu tư uy tín, những cái vị trí đã được test quy hoạch chuẩn và có tính thanh khoản cao. Đó là những cái yếu tố tốt để chúng ta đầu tư vào bất động sản và có thể thanh khoản tốt trong thời điểm này. Tuy nhiên thị trường thời điểm này tại cả nước thì trầm lặng, chỉ đạt đến 10-20% cái lượng giao dịch so với thị trường bình thường thôi. Nhưng ở một khu vực nào đó như Trơn Thành, Bình Phước, Lộc Ninh, Bình Phước hoặc là những thị trường Tây Ninh thì vẫn có giao dịch đều đều, vẫn đạt được 40-50% so với thị trường bình thường và vẫn là thị trường tốt hơn so với những thị trường khác. Thì chúng ta có thể thấy nhu cầu sử dụng bất động sản ngày càng nhiều, càng tăng. Và chúng ta đầu tư bất động sản quan trọng nhất là vị trí và pháp lý, và thời điểm chúng ta đầu tư và thời điểm chúng ta bán ra. Thời điểm như thế này đang là thời điểm đi ngang hoặc có những vị trí đi xuống thì chúng ta là thời điểm dành cho những nhà đầu tư và dành cho những người mua. Và thời điểm thị trường ấm lên, sốt nóng hoặc thị trường đang nhộn nhịp, đó là thời điểm bán tốt nhất để chúng ta bán ra. Và chúng ta sẽ luôn thắng khi chúng ta đầu tư vào trung hạn và dài hạn, và chúng ta sẽ chắc thắng về những sản phẩm của chúng ta khi đã lựa chọn được vị trí đẹp, thời điểm tốt và pháp lý an toàn. Trọng Thơ chúc quý hàng đầu tư thành công. Xin chào và hẹn gặp.